Y 10 thua mọi mặt, nhưng cái quan trọng nhất thì Morning lại thua, đó là cục máy. Dạ rồi, em chào anh trai có nickname tên là Kai. Cảm ơn anh đã quan tâm và đã là bình luận xem bên em. Thì hôm sáng em có lên một clip so sánh trong cục phân khúc hấp bách cỡ A là có Y 10 và Morning, thì được khá là nhiều quý anh chị quan tâm và để lại bình luận như là cá nhân mình ngoài thì Y 10 đẹp, trong thì Morning thích Y 10 hơn vì nó thực dụng, rộng rãi, cốp rộng, đi phố treo em. Morning vẫn ngon. Để so sánh giữa Y 10 và Morning á thì chỉ có một vài điểm khác biệt. Trước tiên thì quý anh chị có thể thấy là ở Y 10 thì xe được trang bị mâm 14, còn Morning thì xe được trang bị mâm 15 inch và 4 phanh rẽ trước sau, cả hai xe đầy đủ. Xe vẫn còn đường bộ đăng kiểm đến tháng 5 2025, vô tư dùng cho quý anh chị luôn. Thì hôm nay em sẽ lên một clip chi tiết đánh giá con Y 10 này để cho quý anh chị dễ cân đối so sánh và cân nhắc lựa chọn cho nó phù hợp đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của quý anh chị nha. Thì trước mắt quý anh chị đây một con Hyundai Brand Y 10 phiên bản 1.2 số tự động form hatchback đời 2018, xe đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2018, một chủ mua mới sử dụng ngay từ đầu, đi được khoảng tầm hơn 5 vạn km xíu nha quý anh chị. Phần cốp thì để 3-4 cái hành lý vô tư, đầu ngày con đội tay quay, bánh xịt cua chưa dùng một lần nào luôn, gầm bệ còn mới tinh sáng chăng, xe vừa về là muốn lên sóng ngay để phục vụ anh chị, có hơi bụi xíu quý anh chị thông cảm giúp em nha. Trước khi bàn giao xe đến tay quý anh chị thì bên em sẽ xịt ba vỏ ngựa từ trong ra ngoài để bàn giao cho quý anh chị, may mắn là mang phát tài nha. Đây, tiêu hao nhiên liệu mức tầm 5-6 lít cho 100 km, xe được trang bị khối động cơ 1.2 lít cho ra công suất cực đại là 87 mã lực, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Ở Morning về thông số kỹ thuật thì vẫn tương tự như thế nha quý anh chị. Đấy, ở Morning thì xe được trang bị động cơ 1.25 lít cho ra công suất cực đại là khoảng 86-87 và hộp số tự động 4 cấp. Thì theo ý kiến của anh Kai là Morning thua Y 10 về cục máy, về thông số kỹ thuật và hộp số tự động 4 cấp thì hai xe gần như ngang nhau. Em chưa cảm nhận được cái hiểu cái ý nghĩa của anh nói là khác về vấn đề gì. Đấy, nếu như quý anh chị biết rõ hơn về vấn đề này thì cứ comment cho ý kiến quan điểm cho em nha. Ổ đô chuẩn 52.530 km sau 5 năm sử dụng, trung bình mỗi năm đi đâu đó hơn 10.000 km xíu thôi nha quý anh chị, tương đối khá là sử dụng luôn. Xe mua mới mà một chủ đi gia đình là chính thôi, không một ngày nào đăng ký kinh doanh dịch vụ hết nha. Màn hình zin theo xe tích hợp và tính năng cơ bản, có đề nổ startup, điều hòa, số tự động, lót thảm sàn sẵn, trần bọc ni lông ở tấm rèm che nắng, còn chưa tháo màn bọc nữa nha quý anh chị. Thì quý anh chị đoán được cái độ kỹ tính của anh chủ trước như thế nào rồi nha. Đây, máy móc nổ khá liệm, động cơ hộp số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tai kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng chứ không phải nó miệng suông nha quý anh chị. Rồi, nếu như quý anh chị có quan tâm á, vui lòng liên hệ chăm đất sớm nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy alo chăm đất sớm nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.